ốp đa dạng ví bảo vệ điện thoại Samsung Oppo. Đây là chiếc ốp điện thoại dành cho những bạn xài điện thoại Samsung hoặc là Oppo nha, và nó được làm bằng chất liệu là giả da nha. Nó được thiết kế kiểu dạng ví dạng lật nha các bạn. Các bạn có thể là mở ra như thế này và đóng lại như thế này. Ba cái ngăn này thì các bạn có thể là tiện lợi, các bạn có thể nhét được thẻ ngân hàng nè, thẻ căn cước nè, hoặc là cái card visit của bạn vào đây. Và nó có một cái ô chống trống đây thì các bạn có thể để hình kỷ niệm của các bạn vào đây. Nó có một cái ngăn nhỏ nhỏ ở đây thì các bạn có thể là đựng một số tiền nhỏ nhỏ các bạn để ở đây. Thay vì các bạn mang theo ví tiền thì các bạn có thể nhét tiền của bạn vào đây. Cái ốp điện thoại này thì nó sẽ có hai lớp bảo vệ nha. Một cái lớp bên một cái lớp bên ngoài giống như là một cái ốp nè, rất là dày dặn và cứng cáp nha. Thì nó sẽ bảo vệ toàn vẹn cái điện thoại của các bạn. Và một cái lớp bên ngoài thứ hai thì nó sẽ bảo vệ cái mặt trước điện thoại của bạn, cho nên là các bạn sẽ không cần phải sử dụng cái thêm cái kính cường lực để mà các bạn bảo vệ cái mặt trước. Tại vì khi mà các bạn gấp lại như thế này thì nó sẽ bảo vệ toàn vẹn cái mặt trước của cái điện thoại của bạn rồi nha. Khi bạn rớt xuống thì nó sẽ bảo vệ điện thoại của bạn, các bạn không cần phải sử dụng thêm kính cường lực nha. Thì cái ốp điện thoại này thì nó sẽ có nhiều màu cho các bạn lựa chọn, là các bạn có thể lựa chọn là màu giả da như thế này, hoặc màu xanh, hoặc màu hồng, màu đỏ, màu vàng gì đó thì tùy các bạn, tùy theo sở thích mà các bạn có thể lựa chọn nha. Ngoài ra thì nó còn có một cọng dây kèm theo như thế này nữa, thì nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể là đeo vào để trang trí, gắn thêm các phụ kiện để mà các bạn trang trí vào đây nữa nha. Các bạn có thể sử dụng cái chiếc ốp điện thoại này giống như là một cái giá đỡ điện thoại mà các bạn sẽ không cần phải mua thêm một cái giá đỡ điện thoại nha. Đây các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể thấy đây là các bạn sắp đặt như thế này. Và rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái chiếc ốp điện thoại mà giả da dạng ví lật cho điện thoại Samsung hoặc là Oppo. Nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm này thì các bạn hãy nhấn vào cái nút giỏ hàng ở phía dưới góc bên trái màn hình điện thoại của bạn để các bạn mua hàng và ủng hộ cho kênh Gà Công Nghệ ngày càng phát triển hơn nha.